này thì nó có hai cái chức năng. Một là cái chức năng mà làm nóng máy, chức năng mà làm nóng nhá. Đối với những điện di tinh chất thì chúng ta sẽ điện di bằng cái chức năng là làm nóng máy. Thì khi mà làm nóng máy thì nó sẽ có cái màu đỏ như thế này. Và chúng ta điện di ở cái nhiệt độ tầm 35 cho đến 45 độ. Cái độ của nó sẽ nảy theo cái từng cái nút C ở trong này. Chúng ta bấm lên thì nó sẽ là tăng lên, chúng ta bấm xuống thì nó sẽ là giảm xuống nhá. Và khi mà chúng ta bấm như vậy thì nó sẽ có cái độ nóng ở trên da. Và điện di tinh chất thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải điện di nóng cho Huế nhá. Điện di hơi ấm ấm, đừng nóng quá, nhưng nó sẽ phải ấm hơn, nó sẽ phải nóng hơn. Mục đích của nó sẽ đẩy cái tinh chất vào sâu trong da của các chị hơn nha. Còn nếu như mà da của chúng ta bị đỏ, da của chúng ta vừa làm tảo xong, da của chúng ta vừa làm tảo xong mà chúng ta có cái máy này, thì chúng ta sẽ điện di cho Huế ở cái chế độ mát, chế độ khô đây này, chế độ mát như thế này. Và khi mà chúng ta làm tảo xong, chúng ta bôi cái lớp gel lô hội ở trên bề mặt ấy, thì chúng ta có thể sử dụng luôn cái lớp gel đấy để chúng ta điện di luôn trong cái quá trình làm tảo. Điện di nóng thì chúng ta sẽ thấy cái da của chúng ta nó sẽ hồng nhẹ lên như thế này, đúng không? Bây giờ thì Huế sẽ chuyển sang bên này. Chúng ta điện di đến hồng nhẹ như thế này là đạt rồi nhá các chị nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang bên này và chúng ta sẽ tiếp tục điện di ở bên này tiếp này.